Chiều 15 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế huyện An Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có ông Khưu Văn Bắc, Phó trưởng Ban dân vận quyền quỹ, bà Lâm Thị Ngọc Dầu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Bí thư Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện. Đây là đơn vị được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quyện chọn tổ chức Đại hội đại biểu điểm đoàn ngành trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế Quyện đã thực hiện đạt và dược 10 trên 10 chỉ tiêu đề ra đã khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 7.890 lượt người nghèo với số tiền trên 430 triệu đồng, đạt 263% so với giới chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ Bảy đề ra. Dân động đoàn viên thanh niên hiến máu nhân đạo 20 đơn vị đạt 150% so với giới chỉ tiêu đề ra. 100% chi đoàn giữ vững đoàn cơ sở, ba chủ động. 100% chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế Quyện đã giới thiệu 8 đoàn viên ưu tú cho đảng và đều được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế Quyện còn quan tâm đến các hoạt động phát triển kỹ năng cho đoàn viên thanh niên, thông qua việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như bóng đá, bóng truyền, cầu lông, cờ tướng và các trò chơi dân gian. Có hơn 150 lượt đoàn viên thanh niên tham gia góp phần thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn hội, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho đoàn viên thanh niên, thực hiện tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Qua đó đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng ở các xã Phú Hội, Nhân Hội và Vĩnh Hậu với tổng số tiền trên 60 triệu đồng. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế Quyện đã thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống dịch, thu hút 85 đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động như tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng Bluezone và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, tham gia phân luồng điều trị, tiêm ngừa COVID-19, tham gia trực chốt phòng chống dịch, các khu phong tỏa, khu cách ly của quyện, tư vấn điều trị F0 tại nhà. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quyện Lâm Thị Ngọc Dầu và Phó Bí thư Đảng bộ Trung tâm Y tế Quyện Nguyễn Hùng Dũng đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế Quyện nhiệm kỳ qua. Các đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, xác định rõ vai trò của thanh niên trong giai đoạn mới. Đầu tư nghiên cứu đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt đoàn, chú trọng đến bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn trẻ tạo nguồn cho đảng, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phấn đấu rèn luyện trưởng thành, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế Quyện lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, Đại hội cũng đã bầu ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế Quyện lần thứ 8, gồm 15 đồng chí, do bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp trên. Ông Nguyễn Minh Quang tiếp tục tái cử giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế quyện nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, Đảng bộ Trung tâm Y tế quyện cũng đã trao tặng giấy khen cho một tập thể 5 cá nhân. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyện trao tặng giấy khen cho 3 tập thể 6 cá nhân và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế quyện trao tặng giấy khen cho 6 tập thể 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.